Trên thế giới, Pháp triệu hồi đại sứ Mỹ Úc để tham vấn về vụ tàu ngầm. Mỹ thừa nhận có 10 dân thường Afghanistan chết oan do không kích nhầm. Taliban mở lại các cơ sở giáo dục cho nam giới. Tại Việt Nam, đề nghị Bộ Y tế tiếp thu ý kiến về tiêu chí kiểm soát dịch của địa phương. Vấn đề hôm nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận clip nam sinh bị đuổi khỏi lớp học online. Người lao động ở khu công nghiệp khu chế xuất quận 7 Củ Chi được đi làm trở lại. Hậu sau kê, ca sĩ Thủy Tiên tuyên bố dừng kêu gọi từ thiện. Phát hiện nhiều bất ngờ khi khám xét nơi ở của nữ nhân viên trộm hơn 2.300 nhẫn vàng ở Bình Phước. Linh Nhi xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa trên các nền tảng của FBC và mở đầu là phần tin thế giới. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo nước này đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ và Úc để tham vấn về việc Canberra từ bỏ thỏa thuận mua tàu ngầm của Pháp trị giá khoảng 40 tỷ đô la Mỹ để chuyển sang các tàu của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Le Drian, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra quyết định hiếm hoi này do tính nghiêm trọng đặc biệt của tuyên bố được Australia và Mỹ đưa ra hôm 15 tháng 9. Cùng ngày, Nhà Trắng đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc này, đồng thời khẳng định Mỹ muốn giải quyết căng thẳng thông qua đường ngoại giao. Mới đây, Đại tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, thừa nhận không quân Mỹ mắc sai lầm khi điều UAV không kích vào mục tiêu ở Kabul, nghi là IS, vào ngày 29 tháng 8 vừa qua. Vụ không kích khiến 10 dân thường Afghanistan thiệt mạng, trong đó gồm 7 trẻ em. Trong một cuộc họp báo, tướng McKenzie cho rằng đây là một sai lầm bi thảm. Ông cho biết chính phủ Mỹ đang nghiên cứu cách thanh toán khoản bồi thường thiệt hại cho gia đình những người bị thiệt mạng trong vụ không kích nhầm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng gửi lời xin lỗi các thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ không kích nhầm và cam kết sẽ rút kinh nghiệm. Chính phủ lâm thời tại Afghanistan đã thông báo các cơ sở giáo dục dành cho nam giới tại nước này sẽ mở trở lại từ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9. Các thầy giáo và nam sinh được thông báo trở lại lớp học. Trước đó, hồi đầu tháng 9, Taliban thông báo áp dụng các quy định mới cho phép sinh viên nữ được trở lại trường đại học từ ngày 19 tháng 9. Tuy nhiên, họ bắt buộc phải mang khăn trùm đầu và các lớp học phải tách biệt riêng nam nữ. Quyền Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan Abdul Baqi Haqqani cho biết phụ nữ tại nước này không được chơi thể thao nhưng có thể tiếp tục học tập tại các trường đại học trong nước. Các lớp học chung cho cả nam và nữ bị cấm và phụ nữ phải tuân thủ phép quy định trang phục của người Hồi giáo. Ông Haqqani thông báo về các chính sách mới vài ngày sau khi lực lượng Hồi giáo vũ trang này ra mắt nội các lâm thời. Tại Hà Lan vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng nước này bà Anne Bellavo đã từ chức vào ngày 17 tháng 9 do liên quan đến cách xử lý cuộc khủng hoảng sơ tán người Afghanistan. Bà Bellavo là bộ trưởng thứ hai từ chức về việc này, chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaas có động thái tương tự. Phát biểu với báo giới sau khi Quốc hội chính thức khiển trách bà vì cách xử lý của chính phủ trong vấn đề này, bà Bellavo cho biết, tôi đã thông báo với đảng của mình và thủ tướng rằng tôi sẽ đệ đơn từ chức lên nhà vua. Các nhà lập pháp Hà Lan trước đó đã thông qua một bản kiến nghị chỉ trích chính phủ về việc đã không sơ tán một số người Afghanistan, cũng như bỏ qua những dấu hiệu hiển hiện cho thấy Taliban sẽ tái chiếm quyền kiểm soát tại quốc gia Nam Á này. Cùng ngày 17 tháng 9, Nhà Trắng thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu vào tuần tới nhằm tìm cách đẩy mạnh các nỗ lực tiêm chủng cho thế giới. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 22 tháng 9, cùng thời điểm diễn ra hội nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, tại hội nghị, Mỹ sẽ kêu gọi các nước đưa ra tham vọng lớn hơn về một loạt chủ đề như nỗ lực tiêm chủng cho thế giới, tăng cường nguồn cung cấp oxy và các thiết bị bảo hộ y tế. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch mua thêm hàng trăm triệu liều vaccine để hỗ trợ các nước và tại hội nghị có thể sẽ hối thúc các nước khác cũng làm điều tương tự. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin trưa với phần tin trong nước. Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 667.650 ca mắc COVID-19, trong đó có 433.465 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca. Số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua là 250 ca.
Làm việc với 3 tỉnh miền Tây về công tác phòng chống dịch trong ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị Bộ Y tế tiếp thu và xem xét những ý kiến của địa phương về tiêu chí kiểm soát dịch mà Bộ đã ban hành, khi thực tế nhiều địa phương phản ánh khó đạt được bộ tiêu chí kiểm soát dịch này. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế xem xét cập nhật theo tình hình dựa trên tiếp thu ý kiến của các địa phương. Thưa quý vị, liên quan đến một đoạn clip về việc nam sinh bị đuổi khỏi lớp học online đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, mới đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận sự việc này diễn ra trong buổi dạy học trực tuyến của một giảng viên thuộc khoa điện điện tử của trường. Tuy nhiên, qua trao đổi làm việc với giảng viên này, đại diện nhà trường cho biết đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội chỉ là một đoạn ngắn nên không phản ánh đúng bối cảnh sự việc. Mục đích chung của giảng viên chỉ là nhắc nhở sinh viên và sau đó đã cho sinh viên vào lớp học tiếp tục học. Tuy nhiên, sự việc trên đã làm ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của sinh viên, vì vậy nhà trường sẽ xác minh thêm và có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của sinh viên, tránh xảy ra trường hợp tương tự gây ảnh hưởng đến sinh viên và uy tín của nhà trường. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hội thoại có nội dung một giảng viên đã đuổi sinh viên ra khỏi lớp học online sau khi em này đề nghị thầy giáo giảng lại vì mưa to quá không nghe rõ, và vị giảng viên này yêu cầu từng sinh viên trong lớp mở webcam và nói câu "Tôi tên là Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường. Sinh viên nào nói không rõ sẽ bị đuổi ra khỏi lớp học online." Đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh clip này, đa phần mọi người bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách xử sự của giảng viên. Tuy nhiên, cũng có một số sinh viên cho rằng đoạn clip này không chân thật, có cắt ghép nên bản chất có thể không phản ánh hết sự thật. Sự việc trên cũng là những gì mà chuyên mục vấn đề hôm nay muốn đề cập. Hãy cùng tương tác với FPC bằng cách để lại bình luận bên dưới quý vị nha. Thông tin về kế hoạch phục hồi sản xuất từ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết người lao động thuộc khu chế xuất Tân Thuận và khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi có thẻ xanh thẻ vàng sẽ được đi làm trở lại. Cụ thể, các doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận quận 7 có thể áp dụng một trong ba phương thức sản xuất là 4 xanh, người lao động xanh, cung đường xanh, nơi sản xuất xanh và vùng sản xuất xanh, 3 tại chỗ, vừa sản xuất vừa cách ly, hoặc kết hợp giữa 4 xanh và 3 tại chỗ. Còn các doanh nghiệp tại khu công nghiệp ở Củ Chi được lựa chọn một trong hai phương thức là 4 xanh và 3 tại chỗ. HEPSA cũng thông tin thời gian thí điểm sản xuất này đến ngày 30 tháng 9. Trở lại với câu chuyện sao kê của cặp vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, chiều hôm qua ngày 17 tháng 9, vợ chồng ca sĩ đã đến ngân hàng thực hiện việc sao kê số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung vào tháng 10 năm ngoái, đồng thời livestream chia sẻ nhiều thông tin xung quanh việc sao kê cho khán giả. Theo cầu thủ Công Vinh, vợ chồng anh sẽ dùng những chứng cứ sao kê trên để kiện những người đã vu khống xúc phạm danh dự của mình trong thời gian qua. Ngoài ra, tối cùng ngày, nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng cho biết bản thân đã nhận ra còn nhiều thiếu sót trong việc làm từ thiện nên tuyên bố sẽ không kêu gọi từ thiện nữa. Chuyển sang các thông tin an ninh xã hội tiếp theo, sau khi bắt tạm giam nữ nhân viên trộm hơn 2.300 nhẫn vàng ở Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện khám xét nơi ở của Lương Thị Nhung, 28 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Qua đó, lực lượng công an phát hiện hơn 50 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng và hơn 30 nhẫn vàng thật, hơn 2.000 giấy in tem vàng, cùng với hàng trăm giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ. Trước đó, tại cơ quan điều tra, nữ đối tượng khai nhận từ tháng 8 năm 2020 đến nay đã nhiều lần lấy trộm vàng tại cửa tiệm. Đến khi phát hiện bị bắt giữ, tổng cộng có 2.380 chiếc nhẫn vàng 18K. Sau khi lấy trộm, Nhung nhờ người mang đi bán cầm đồ. Tất cả số tiền có được đều giao cho chồng mình cất giữ. Liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khám xét nơi ở, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Dẻ, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, trong cương vị giám đốc Sở Xây dựng, từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra vào năm 2019, ông Dẻ đã có những vi phạm trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, vi phạm luật xây dựng năm 2014, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng về vấn đề đất đai, trước đó Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam đối với hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là ông Lê Đức Vinh và ông Nguyễn Chiến Thắng. Lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, đối tượng Lê Văn Hải, sinh năm 1984, trú tại Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,
rất manh động, tự ý lập chốt kiểm soát để đe dọa, thu tiền các phương tiện qua lại. Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã triệu tập Lê Văn Hải để làm việc, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng, đồng thời thu giữ số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của Hải cùng một số tang vật quan trọng khác. Qua đó, xác nhận Lê Văn Hải là đối tượng thường xuyên có hành vi quậy phá, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trong khi nhiều tỉnh thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó để phòng chống dịch, khiến một bộ phận người lao động có nhu cầu muốn trở về quê do không có việc làm, đời sống khó khăn. Theo đó, đã có một số hội nhóm trên mạng xã hội như Hội đồng Hương Hậu Giang, Hậu Giang quê tôi đăng thông tin kêu gọi lôi kéo người dân đi xe máy về Hậu Giang. Vì vậy, Công an tỉnh Hậu Giang cảnh báo những hội nhóm nêu trên là tự phát, không phải là kênh thông tin chính thống của chính quyền địa phương. Qua đó khuyến cáo người dân bình tĩnh, không nghe theo những thông tin không chính thống, không di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân. Việc làm này là vi phạm quy định phòng chống dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và những người xung quanh. Thông tin thời tiết sau đây sẽ kết thúc bản tin trưa của FBC ngày hôm nay. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay và ngày mai, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp và sẽ có khả năng tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hướng về các tỉnh miền Trung. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió mạnh cấp 5, sau khả năng tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Thời tiết khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Và khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa trên FPC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.